Trong cuốn sách AI và Bom, Chiến lược hạt nhân và những rủi ro trong kỷ nguyên số, tác giả James Johnson đã đưa ra những đánh giá, nhận định sâu sắc về mối quan hệ gắn kết giữa chiến lược hạt nhân và trí tuệ nhân tạo AI. Nghiên cứu về cách thức chiến lược hạt nhân và AI đan xen với nhau làm dấy lên những lo ngại quan trọng về chiều hướng của an ninh quốc tế. Tiến sĩ James Johnson, nhà nghiên cứu chiến lược nổi tiếng làm việc tại Khoa Chính trị và Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Aberdeen ở Scotland, đã cung cấp một tài liệu thú vị cho cả các chuyên gia và độc giả nói chung. Cuốn sách trên gồm 5 chương, trong đó một cuộc chiến tranh hạt nhân chớp nhoáng do AI thúc đẩy giữa Mỹ và Trung Quốc vì vấn đề Đài Loan được trình bày trong chương đầu tiên, thể hiện một tình huống khiêu khích và minh họa những tác động có khả năng gây thảm họa khi dựa quá nhiều vào AI để đưa ra các lựa chọn quân sự quan trọng. James Johnson xem xét các lý thuyết và khái niệm thời chiến tranh lạnh về chiến lược hạt nhân dưới góc độ những thách thức an ninh mới trong thời đại kỹ thuật số, cung cấp một nghiên cứu cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm đa ngành đầu tiên về mối liên hệ chiến lược AI hạt nhân và đưa ra một lý thuyết mới về cách AI ảnh hưởng đến tư duy chiến lược hạt nhân. Lập luận của Johnson gồm hai khía cạnh. Một mặt, ông xem xét cách AI đang thay đổi việc quản lý công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Mặt khác, ông xem xét cách những phát triển này làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Một nghiên cứu toàn diện về hậu quả công nghệ và chiến lược của việc đưa AI vào hệ thống hạt nhân được làm rõ dựa trên hai mặt này. Chương đầu tiên xem xét khái niệm về sự ổn định chiến lược và phân tích cách AI có thể làm đảo lộn sự cân bằng quyền lực mong manh. Ông thảo luận về sự ổn định trong cuộc tấn công đầu tiên, sự ổn định trong khủng hoảng và sự ổn định trong chạy đua vũ trang. Ông đưa ra lập luận rằng sức mạnh không cân xứng của AI có thể dẫn đến leo thang không chú ý và làm suy yếu các khuôn khổ răn đe hiện tại. Trong chương thứ hai, Johnson đặt vấn đề về lý thuyết răn đe thông thường dưới góc nhìn của những đột phá về AI. Ông trình bày khái niệm về làn sóng răn đe hậu cổ điển thứ 5, nhấn mạnh những tác động bất ngờ của các thực thể không phải con người đối với chiến lược hạt nhân. Cuộc nghiên cứu của ông về tương tác giữa con người và máy móc và những hàm ý về mặt đạo đức của AI trong các hệ thống chỉ huy hạt nhân đã đặc biệt kích thích sự tư duy. Trong chương thứ 3, Johnson xem xét lại mô hình leo thang của Herman Kahn, chứng minh cách AI có thể mở ra những con đường mới dẫn tới sự leo thang, làm đảo lộn những hiểu biết sẵn có. Ông mô tả những tình huống mà AI có thể hiểu sai, hành động hoặc làm gia tăng chiến tranh thông qua các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch, nhấn mạnh vào sự gia tăng hỗn loạn của chiến tranh mà AI có thể gây ra. Trong chương thứ 4, ông tập trung vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh do AI gây ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Johnson cho rằng AI có thể làm tăng sự nghi ngờ và hiểu lầm, làm gia tăng sự bất ổn và mất an ninh. Ông đề cập tới vai trò của các chế độ chính trị và bản chất hai mặt của công nghệ AI trong việc làm trầm trọng thêm xung đột. Johnson cũng nghiên cứu khả năng các thực thể bên thứ ba sử dụng AI để châm ngòi cho một cuộc đối đầu hạt nhân giữa các quốc gia lớn. Ông nhấn mạnh cách AI có thể bóp méo thông tin và gây quá tải cho những người ra quyết sách dẫn đến các cuộc xung đột. Ý tưởng của ông về việc cải thiện hệ thống NC3, chỉ huy, kiểm soát và truyền thông hạt nhân và việc thúc đẩy sự hợp tác quốc tế là thực tế và đúng lúc. Trong phần kết luận, Johnson nhấn mạnh tầm quan trọng của các khuôn khổ quốc tế trong việc điều chỉnh AI trong quân sự. Ông kêu gọi các biện pháp xây dựng lòng tin, sự cởi mở và quản trị mạnh mẽ để giảm thiểu các mối đe dọa AI. Các đề xuất của Johnson dựa trên đánh giá thực tế về các lực lượng địa chính trị đương đại, khiến chúng có thể phù hợp và ứng dụng được. Cuốn sách của Johnson có tính bao trùm và mạch lạc. Khả năng của Johnson trong việc rút gọn các mối quan tâm phức tạp về công nghệ và địa chính trị thành những ý tưởng dễ hiểu là đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, một số độc giả có thể thấy quan điểm của ông tương đối thiếu tích cực, vì ông chỉ tập trung vào các mối đe dọa mà không xem xét đến những lợi ích có thể có của AI trong việc cải thiện an ninh. Hơn nữa, mặc dù cuốn sách có nhiều phân tích lý thuyết, nhưng đôi khi lại thiếu bằng chứng thực nghiệm chính xác để minh chứng cho một số phát hiện của mình. Cuốn sách là một tác phẩm có ảnh hưởng sâu sắc, đóng góp đáng kể vào cuộc tranh luận về AI và chiến lược hạt nhân. Cuộc nghiên cứu của Johnson về cách các công nghệ đang phát triển đe dọa các quan niệm cũ về răn đe và ổn định vừa sâu sắc vừa đáng lo ngại. Cuốn sách này là tài liệu thiết yếu đối với các nhà hoạch định chính sách, chiến lược gia quân sự và các nhà nghiên cứu quan tâm đến sự giao thoa giữa công nghệ và an ninh. Trong bối cảnh các nghiên cứu về AI đang phát triển, lời kêu gọi hành động ngay lập tức và có sự phối hợp của Johnson để giảm thiểu ảnh hưởng của AI đối với răn đe hạt nhân trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Trang mạng spstrategist.org.au của Australia hôm 30 tháng 8 đăng bài viết cho rằng các cuộc tập trận giả lập trên máy tính gần đây sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo AI từ OpenAI, Meta và Anthropic đã cho thấy một xu hướng đáng lo ngại, đó là các mô hình AI có nguy cơ làm leo thang xung đột thành một cuộc chiến tranh lớn, thậm chí là chiến tranh hạt nhân.
Thực tế này đã nêu bật sự khác biệt cơ bản trong cách nhìn nhận của con người và AI về bản chất của chiến tranh. Đối với con người, chiến tranh là phương tiện để đạt được mong muốn sinh tồn. Còn đối với AI, phép tính rủi ro và hiệu quả lại hoàn toàn khác. Bởi như nhà khoa học nổi tiếng Jeffrey Hinton đã lưu ý, con người là những hệ thống sinh học, còn AI là những hệ thống kỹ thuật số. Cho dù con người kiểm soát hệ thống AI ở mức nào, thì chúng ta cũng không thể ngăn chặn sự khác biệt ngày càng lớn giữa hành vi của AI và hành vi của con người. Bởi vì mạng lưới thần kinh của AI đang hướng tới quyền tự chủ và ngày càng khó giải thích. Nói cách khác, các cuộc tập trận giả lập do con người thực hiện và bản thân chiến tranh đòi hỏi việc sử dụng vũ lực một cách có cân nhắc để buộc kẻ thù tuân theo ý muốn của chúng ta. Còn AI không có bản năng sinh tồn như con người. Mong muốn sinh tồn của con người mở ra cơ hội cho ngoại giao và giải quyết xung đột. Nhưng liệu mức độ đáng tin cậy của mô hình AI là bao nhiêu và có thể xử lý các sắc thái đàm phán phù hợp với giá trị con người hay không thì vẫn chưa rõ. Khả năng AI tiên tiến gây ra tác hại thảm khốc là có thật, như được nhấn mạnh trong tuyên bố Bletchley về AI, được gần 30 quốc gia ký kết, trong đó có Australia, Trung Quốc, Mỹ và Anh. Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển AI có trách nhiệm và kiểm soát các công cụ chiến tranh mà con người tạo ra. Tương tự, các cuộc thảo luận đang diễn ra tại Liên Hợp Quốc về vũ khí sát thương tự động nhấn mạnh rằng không nên để các thuật toán toàn quyền kiểm soát các quyết định liên quan đến sự sống còn. Mối lo ngại này phản ánh những nỗ lực trong quá khứ nhằm quản lý hoặc cấm một số loại vũ khí. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của vũ khí tự động được AI hỗ trợ là mức độ chúng loại bỏ sự giám sát của con người khỏi việc sử dụng vũ lực. Nghịch lý về khả năng giải thích là một vấn đề lớn đối với AI. Ngay cả các nhà phát triển AI cũng thường không thể giải thích được tại sao hệ thống AI lại đưa ra những quyết định nào đó. Thực tế này là vấn đề nghiêm trọng trong các lĩnh vực có nguy cơ cao, bao gồm cả việc ra quyết định về quân sự và ngoại giao, nơi nó có thể làm trầm trọng thêm những căng thẳng địa chính trị hiện có. Như Mustafa Suleiman, đồng sáng lập DeepMind đã chỉ ra, bản chất không rõ ràng của AI có nghĩa là chúng ta không thể giải mã các quyết định của AI để giải thích chính xác lý do tại sao một thuật toán lại tạo ra một kết quả cụ thể. Thay vì coi AI chỉ là một công cụ, sẽ chuẩn xác hơn nếu xem nó như một tác nhân có khả năng đưa ra các đánh giá và quyết định độc lập. Khả năng này là chưa từng có, vì AI có thể tạo ra những ý tưởng mới và tương tác với các tác nhân AI khác một cách tự động, ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của con người. Khả năng các tác nhân AI đưa ra quyết định mà không cần sự can thiệp của con người làm tăng mối lo ngại đáng kể về việc kiểm soát các công nghệ mạnh mẽ này. Mặc dù một số người muốn áp đặt quy định về AI giống như chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân mà cho đến nay đã giới hạn vũ khí hạt nhân chỉ ở 9 quốc gia, song AI đặt ra những thách thức độc nhất vô nhị. Không giống như công nghệ hạt nhân, việc phát triển và triển khai AI được phân cấp và thúc đẩy bởi các thực thể và cá nhân tư nhân, do đó rất khó quản lý. Công nghệ này đang lan rộng khắp nơi một cách nhanh chóng mà hầu như không bị chính phủ giám sát. Do đó, nó có thể bị các chủ thể nhà nước và phi nhà nước sử dụng với mục đích xấu. Khi các hệ thống AI phát triển tiên tiến hơn, chúng sẽ gây ra những rủi ro mới, bao gồm cả việc lan truyền thông tin sai lệch và tin giả ở quy mô chưa từng có. Ứng dụng AI vào công nghệ sinh học mở ra con đường mới cho các nhóm và cá nhân khủng bố phát triển các vũ khí sinh học tiên tiến, tạo cơ hội cho những kẻ ác ý, hạ thấp ngưỡng xung đột và khiến các cuộc tấn công có nhiều khả năng xảy ra hơn. Luôn cập nhật thông tin cho con người là điều quan trọng, vì hệ thống AI ngày càng ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng. Ngay cả khi có sự tham gia của con người, vai trò giám sát của họ có thể giảm đi khi niềm tin vào sản phẩm AI ngày càng tăng, bất chấp các vấn đề đã biết của AI về ảo giác và sai sót. Việc phụ thuộc vào AI có thể dẫn đến sự tự tin thái quá vào các quyết định của nó, đặc biệt là trong bối cảnh quân sự, nơi tốc độ và hiệu quả thường lấn át sự thận trọng. Khi AI trở nên phổ biến, sự tham gia của con người vào quá trình ra quyết định có thể giảm dần đi. Trong các tình huống quân sự, tốc độ là yếu tố quan trọng. Vì vậy, khả năng của AI trong việc thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách nhanh chóng có thể mang lại lợi thế quyết định. Tuy nhiên, lợi thế về tốc độ này có thể phải trả giá bằng việc từ bỏ sự kiểm soát của con người, làm nảy sinh những tình huống khó xử về mặt đạo đức và chiến lược xung quanh việc chúng ta cho phép máy móc điều khiển tiến trình xung đột của con người ở mức độ nào. Tốc độ phát triển vũ bão của AI cuối cùng có thể gây áp lực lên vai trò của con người trong việc ra quyết định, vì nhu cầu phản ứng nhanh hơn có thể dẫn đến việc loại bỏ những phán đoán của con người. Thực tế này có thể tạo ra một tình huống bấp bênh, trong đó việc nóng lòng muốn đạt được hiệu quả một cách nhanh chóng làm suy giảm sự giám sát của con người, vốn được coi là nhân tố tối cần thiết để đảm bảo rằng việc sử dụng AI phù hợp với các giá trị và tiêu chuẩn an toàn. Mục điểm tin nóng 8 phút cộng đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.